Chào mừng các bạn đến với kênh của hiếuhiền.vn. Video này mình sẽ khui hộp micro thu âm chuyên dùng cho máy tính và laptop Fifine K669B. Với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì nhu cầu dạy và học cũng như là họp hội online đang trở thành một cái xu hướng, và để đạt được hiệu quả cao trong công việc, những cái thông tin mà chúng ta trao đổi qua lại phải thật sự rõ ràng và chính xác. Để làm được điều này, chúng ta cần một chiếc micro với khả năng thu âm tốt, ít bị rè nhiễu, chất lượng âm thanh trung thực, cũng như là phải dễ dàng trong việc kết nối. Thì Fifine K669B sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem bên trong chúng ta có những gì ha. Đây là một sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn thấy là thiết kế của nó nhỏ gọn, được làm bằng chất liệu hợp kim rất là chắc chắn. Đơn giản, chỉ có một nút chỉnh âm lượng phía trước này. Ở phía dưới chúng ta có một cái giá đỡ, có thể xoay chiếc micro 360 độ ha. Rồi, đây chúng ta có một cái chân để bàn. Đây, rất là nhỏ gọn. Chúng ta sẽ gắn vào đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết nối với laptop của mình để các bạn nghe cái âm thanh mà micro này nó thu như thế nào nha. Alo, alo, thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Mình thích nhất ở chiếc micro này là cái kết nối của nó cực kỳ là đơn giản. Các bạn chỉ cần cắm vào cổng USB của laptop hoặc là máy tính là nó tự động nhận, không cần phải cài thêm phần mềm ngoài hay là một cái driver gì hết. Để kiểm tra, các bạn có thể vào đây, chuột phải vào hình chiếc loa, chọn Sound, chọn vào phần Recording. Các bạn thấy một cái biểu tượng micro ở đây. Bên dưới là dòng chữ USB PNP Audio Device. Và nếu các bạn không thấy cái dấu tích màu xanh này, hãy chuột phải vào nó, chọn Set a Default Device. Rồi, khi mà các bạn nói, phía bên phải chúng ta sẽ có một cái cột hiển thị màu xanh lá cây ở đây. Để điều chỉnh âm lượng, các bạn có thể chỉnh trực tiếp ở cái nút vặn trên micro, hoặc là các bạn chuột phải vào đây, chọn Properties, vào phần Lever và kéo cái thanh này. Nếu các bạn đang đeo tai phone, có thể vào phần Listen và tích một dấu vào Listen to Device để nghe trực tiếp cái âm thanh đang ghi bởi micro. Đấy, cái kết nối của nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.